thiết bị hỗ trợ quay video với điện thoại thông minh, chân kẹp AI, ai chẳng điều chỉnh góc 25 độ, tự động dõi theo chuyển động của chủ thể 360 độ, điều khiển cử chỉ thông minh không cần chạm màn hình, phiên bản nâng cấp A200 tích hợp đèn chiếu sáng 9 cấp độ, có thể sạc lại, hoạt động độc lập không cần kết nối bất kỳ ứng dụng nào, tự động nhận diện khuôn mặt của chủ thể, đơn giản và dễ dàng. Chụp Canon quay chụp mọi góc độ, có thể sử dụng camera trước và sau cho điện thoại, thoải mái livestream quay video một mình mà không cần sự trợ giúp nào, giúp bạn tự tin hơn. Phiên bản A200 thiết kế nhỏ gọn, cầm tay bỏ túi, mang theo mọi nơi để quay chụp ngoài trời. Phần đế có thể tháo rời, có thể kết nối với chân đứng 3 chân với cổng vít 1/4 phổ biến, hoặc gậy chụp hình quay video cầm tay nhỏ gọn để nâng thêm chiều cao quay chụp video ngoài trời. Sáng tạo nội dung quay TikTok đơn giản hơn, giúp bạn tự do thoải mái quay video mọi nơi. Chân kẹp AI A200, thiết bị hỗ trợ cho smartphone của bạn, đặc biệt nâng cấp silicon chống xước chống trượt điện thoại cho toàn bộ bề mặt tiếp xúc, nâng cấp đầu kẹp đôi mở rộng lên đến 10 cm, đáp ứng nhu cầu sử dụng với điện thoại thông minh kích thước lớn, nâng cấp dung lượng pin 1800 mAh, sử dụng lên đến 10 giờ tối đa. Chào mọi người, trên tay mình đây là một chiếc chân kẹp AI, một cái thiết bị hỗ trợ cho những người quay video hoặc là quay vlogger livestream một mình mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào, mà trên thị trường thì gọi là gimbal AI 360 độ đó các bạn. Đây là một cái phiên bản A200, phiên bản nâng cấp của P01. Các bạn có thể thấy đây là một cái thiết kế, các cái chi tiết nó được cải thiện hơn rất là nhiều so với phiên bản P01. Cái chân kẹp AI này thực chất nó là một cái giá đỡ điện thoại giúp chúng ta livestream, quay video mà không cần sự trợ giúp của ai hết, bởi nó có tính năng tracking theo dõi khuôn mặt, theo dõi chủ thể khi chuyển động 360 độ. Khi chúng ta để chân kẹp AI trước mặt từ khoảng cách từ 1-3 mét thì nó sẽ tự động theo dõi chủ thể của chúng ta. Cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản. Bộ phận của nó sẽ bao gồm một cái đế tròn như này để giúp chúng ta để bàn, kết nối với cái cổng 1/4 ở dưới đế chân kẹp này. Đấy. Để sau đó chúng ta sẽ vặn lại thôi. Rồi, khi chúng ta vặn vừa phải vặn chắc rồi, ta sẽ đặt trước mặt của chúng ta và nhấn giữ nút nguồn. Nó chỉ có một phím nút nguồn thôi. Khi đèn sáng xanh thì nó đã tự động tracking theo dõi khuôn mặt của chúng ta. Khi cho chuyển động, nó sẽ di chuyển theo. Đó, các bạn có thể thấy. Và khi chúng ta sẽ sử dụng cho một chiếc điện thoại, chúng ta kẹp lên trên đế đây. Đó. Thì khi chúng ta livestream hay quay video một mình thì chúng ta khi di chuyển thì nó sẽ tự động di chuyển theo khuôn mặt của chúng ta. À, trong môi trường đủ sáng thì nó sẽ follow tracking theo dõi khuôn mặt của chúng ta. Rất là thuận tiện khi quay video một mình mà không cần sự trợ giúp hay livestream. Đây. Mặc dù khi mà mình quay người đi thì khi mình quay lại thì nó vẫn tracking theo dõi khuôn mặt của chúng ta, không có bị mất chủ thể nha các bạn. Khi chúng ta đang bật tracking lên thì đèn sẽ báo xanh, và khi chúng ta muốn dừng lại chúng ta có thể bấm nút một lần là đèn sẽ báo đỏ. Đây, đèn nó sẽ báo đỏ, nhấp nháy và báo đỏ cho chúng ta, tức là gimbal, cái chức năng tracking nó sẽ dừng lại, và chúng ta bật lại một lần nữa thì nó sẽ bắt đầu tracking chủ thể của chúng ta, rất là thuận tiện, dễ sử dụng. Và ngoài ra thì với cái tính năng là điều khiển từ xa thì khi chúng ta giơ 5 ngón tay nó sẽ tự động dừng lại và không theo dõi tracking chúng ta nữa. Khi chúng ta giơ chỉ ok như thế này thì nó sẽ bắt đầu đèn sáng xanh và nó sẽ bắt đầu tracking khuôn mặt của chúng ta, rất thuận tiện khi chúng ta livestream. Và đặc biệt thuận tiện khi mà chúng ta có một cái điều khiển từ xa kết nối với Bluetooth với điện thoại thì chúng ta chụp hình hay quay video mà không cần chạm vào chiếc điện thoại của chúng ta nữa. Rồi, bộ sản phẩm nó sẽ bao gồm đi kèm chúng ta một cái chân sạc như thế này. Thì ở phiên bản này là phiên bản A200, phiên bản mới này, nó sẽ có nâng cấp thêm cho chúng ta về cái chức năng, về các chi tiết nó được tỉ mỉ hơn, cũng như là về các cái bộ phận nó được nâng cấp hơn. Đây, bạn thể thấy khi chúng ta không sử dụng, chúng ta có thể gấp gọn, gập lại như thế này, rất là tiện. Và khi chúng ta sử dụng nó sẽ bật lên như thế này. Đây là cái phần đầu kẹp đặc trưng, điểm đặc biệt nâng cấp của chân kẹp A200. Thì nó mở rộng tối đa lên đến được 10 cm luôn, cho nên nó sử dụng được các cái điện thoại đời mới, điện thoại nặng như iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max thì nó đều cân được hết. Và đặc biệt là ở bên trong đầu kẹp này, các bạn có thể thấy này, nó sẽ có silicon bao quát từ bên phía bên hông này cho tới phần chính giữa, cũng như là bên này luôn. Nó sẽ chống xước viền điện thoại của chúng ta khi chúng ta sử dụng. Bên cạnh đây nó sẽ có một cái đèn, đèn đây gọi là đèn live, chúng ta sẽ, nó sẽ cung cấp hỗ trợ ánh sáng cho chúng ta khi chúng ta livestream, đặc biệt là hữu dụng khi mà chúng ta quay video gần như thế này, khoảng cách 1 mét như thế này thì nó sẽ cung cấp đủ ánh sáng, thì khi chúng ta quay video hay livestream nó sẽ không bị noise, không bị nhiễu. Đây, các bạn có thể tùy chỉnh với 9 cấp độ sáng và tùy chỉnh với nhiệt độ màu của chúng ta. Là mình sẽ bấm cái nút bên hông này. Đó, bấm nút 2 lần nó sẽ bật lên, và bấm một lần thì nó sẽ đổi cấp độ. Đấy, các bạn có thể thấy độ sáng của nó đây. Nó có 3 màu ánh sáng. Lạnh, ấm và trung tính. Đó. Nó có 9 và 9 cấp độ chúng ta điều chỉnh. Chúng ta đúc bấm nút 2 lần một lần nữa là nó sẽ bật lên, và bấm nút 2 lần một lần nữa nó sẽ tắt.
rất là tiện. Cái đèn này cũng có thể có chân sạc bằng Type C luôn, rất là tiện, không cần phải dùng pin. Và cổng đây, cổng USB Type C nó bọc, được bọc chống ướt như này ở trong silicon. Đây là một cái điểm nâng cấp đáng rất là tỉ mỉ của phiên bản A200. Rồi tiếp đến là nói đến cái đầu kẹp này, thì nó cũng được nâng cấp thêm là khi chúng ta quay video, chúng ta có thể hỗ trợ được camera trước hay camera sau luôn, và cũng có thể hỗ trợ được góc nghiêng luôn. So với cái đời cũ P01 thì nó sẽ không làm được điều đấy. Đó, các bạn có thể đặt điện thoại lên và quay góc nghiêng luôn. Đây, điện thoại của mình đang là Note 20 Ultra 5G, nó kích thước nó lên đến gần 7 inch, 6.9 inch cơ, và mình thêm một cái ốp nữa là chắc là 7 inch luôn rồi. Nhưng mà cái con này nó vẫn hỗ trợ ok nha, đầu kẹp rất là ok nha. Không bị sợ bị rớt rơi rớt như nào ấy. Đấy, các bạn có thể thấy này. Rồi, với cái thiết kế như này thì cũng rất là thông minh và cho thuận tiện cho anh chúng ta livestream. Khi chúng ta kết nối với mic livestream thì một đầu cổng thu của chúng ta có thể gắn được vào hẳn trực tiếp vào cái điện thoại của chúng ta luôn, với khoảng cách như thế này. Đó, chúng ta có thể kết nối với cái mic livestream, một mic chúng ta có thể gắn vào áo của chúng ta, rất là thuận tiện khi mà livestream nha. Và đặc biệt ở cái phiên bản A200 này, dung lượng pin thì nó sẽ lên đến 1.800 mAh và thời gian sử dụng công bố lên đến 10 giờ tối đa. Và các bạn lưu ý là khi chúng ta sử dụng cả đèn và cả gimbal chạy cùng một lúc thì chắc chắn là thời gian sử dụng nó sẽ rất đi, nhưng mà từ 1.200 mAh lên đến 1.800 mAh, đó là một cái điểm nâng cấp đáng kể của phiên bản A200 rồi, rất là thuận tiện. Và sử dụng 10 giờ đồng hồ hoặc là 6 giờ đồng hồ thì chúng ta đã kết thúc phiên livestream của chúng ta rồi, hay là quay video của chúng ta rồi, quá thuận tiện. Đặc biệt ở cái đầu cổng này chúng ta cũng có thể điều chỉnh được cái góc quay camera này, các bạn có thể nhấn vào để điều chỉnh được cái góc quay của con này, chip AI này. Khi chúng ta quay trực diện như này thì chúng ta chỉ cần để nó trực diện như này thôi, nhưng mà khi chúng ta quay gần thì chúng ta cần phải nhích nó lên ở góc 25 độ này. Đó, rất là thuận tiện. Ngoài ra thì phiên bản A200 dưới đáy của nó cũng trang bị cho chúng ta một cái cổng 1/4, nó có thể kết nối được với các cái gậy quay video chụp hình gấp gọn cũng như là các cái chân đế livestream. Ví dụ như đây, mình đang có con chiếc gậy MP18 đây, thì mình sẽ kết nối con A200 với cổng 1/4 của nó và chúng ta sẽ kết nối lại. Không sợ rơi rớt điện thoại đâu. Đó, các bạn có thể kết nối chân kẹp A200 với phiên bản gậy chụp hình để quay video MP18 hay là các cái gậy tripod quay video. Và ngoài ra, nếu mà chúng ta livestream thì chúng ta nên sử dụng các cái chân đế ba chân như này để nó không bị rung lắc nhé các bạn. Thì đây, mình sẽ có cái cổng 1/4 đây, nó cũng kết nối được luôn với cái con A200 này, rất là thuận tiện cho chúng ta khi mà chúng ta livestream muốn nâng chiều cao nó lên, nó gỡ ra và kết nối nó lại thôi. Đó, chúng ta sẽ vặn ốc đằng sau này. Đó, sau khi vặn ốc đằng sau xong rồi thì chúng ta đặt nó lại cái chân livestream rồi, gỡ nó ra. Đây, các bạn có thể thấy mình đã kết nối được với con tripod livestream A200. Rồi, khi không sử dụng đến thì chúng ta chỉ cần tháo điện thoại ra bằng cách giữ một cố định điện thoại và kéo cái đầu kẹp này ra thôi. Rồi, chúng ta gấp gọn lại như thế này. Đó, rất thuận tiện. Đặc biệt là con này cũng có thể quay ngang luôn. Đầu nó cũng có thể quay được ngang 360 độ này. Quay dọc, quay video sau này, hay chúng ta quay nghiêng như thế này, nó đều được hết, đều hỗ trợ chúng ta. Đấy là một cái tính năng nâng cấp, các cái khớp của nó được chắc chắn hơn so với cái phiên bản cũ. Ok. Và như vậy mình đã giới thiệu xong chiếc chân kẹp AI A200 này rồi. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ lại gia dụng HTG nha các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.